Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Xôn xao câu chuyện thầy giáo 53 tuổi cưới học trò 21 tuổi đối mặt với án kỷ luật vì tự ý bỏ dạy một tuần. Sau khi những hình ảnh thầy giáo 53 tuổi cưới học trò là cô gái 21 tuổi ở miền Tây xuất hiện trên mạng xã hội đã gây xôn xao. Thầy giáo này bỏ việc hơn một tuần và đang đối diện án kỷ luật, có thể buộc phải thôi việc. Những ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội chia sẻ thông tin và hình ảnh được cho là của ông LVT, sinh năm 1967, tổ chức đính hôn với cô gái tên TBN, sinh năm 1999, được cho là học trò cũ của ông, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân của cả hai người cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh khá tình cảm và thân mật. Thậm chí ông T còn đăng tải cả hình ảnh hai người tự tổ chức lễ đính hôn với bánh kem và nhẫn cưới đôi kèm theo dòng chia sẻ lễ đính hôn VTBN vào ngày 1 tháng 12 năm 2019, tức ngày 6 tháng 11 năm Kỷ Hợi. Chưa biết thực hư câu chuyện trên ra sao, nhưng ngay sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Theo tìm hiểu được biết, thầy giáo LVT, nhân vật chính trong câu chuyện nói trên, hiện là giáo viên dạy ngữ văn và giáo dục công dân của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Hiếu Nhơn. Ông T đã có vợ và hai con, nhưng vợ ông chính thức ly hôn từ ngày 17 tháng 4 năm 2020. Còn cô gái TBL hiện đang là sinh viên. Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ với báo chí, bà VTHD, vợ cũ ông T cho biết, những hình ảnh trên tôi chỉ mới vừa được biết thời gian gần đây, vì tôi không sử dụng mạng xã hội Facebook. Anh T có biểu hiện lạ từ trước Tết Nguyên đán hay bỏ bê gia đình nên tôi làm đơn ly dị gửi ra tòa. Sau đó anh T cũng đi khỏi nhà không liên lạc được. Đến ngày ký đơn ngày 17 tháng 4 năm 2020, anh mới đến ký rồi bắt tăm luôn. Bà D cũng cho biết vô cùng bất ngờ trước thông tin ông T và cô gái kia đính hôn vào ngày 1 tháng 12 năm 2019. Nhưng từ lúc ký đơn, bà và ông T không còn liên lạc nữa. Cũng theo nguồn tin trên, bà Trương Thanh Nhuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long cho biết đã chỉ đạo trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long thực hiện xử lý đối với thầy LVT vì đã tự ý bỏ việc một tuần. Sau đã chỉ đạo trường thực hiện đúng quy định Nghị định 27, Nghị định số 27-2012 LDCB ngày 6 tháng 4 năm 2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức. Nếu nghỉ quá 7 ngày không có lý do thì mức xử lý đến buộc thôi việc. Hiện tại trường đang làm theo quy trình, từng bước xử lý đúng theo quy định, bà Nhuận nói. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.